Thưa quý vị, lợi dụng quyền hạn di chuyển liên vận từ nước ngoài vào Việt Nam, nhiều ô tô biển số nước ngoài được đưa sang Việt Nam để kinh doanh vận tải. Và để tăng cường quản lý, thì Tổng cục Đường bộ đã đề nghị Tổng cục Hải quan siết chặt đối với những phương tiện mang biển số nước ngoài nhập cảnh vào nước ta. Cụ thể là không cho phương tiện mang biển số nước ngoài nhập cảnh nếu sử dụng lái xe người Việt Nam. Đối với phương tiện biển số Campuchia, Trung Quốc hoặc là lái xe không có bản sao hợp đồng lao động đối với phương tiện biển số Lào. Các phương tiện nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có ký hiệu phân biệt quốc gia, giấy phép phù hiệu liên vận, giấy phép vận tải Trung Việt đối với vận tải Việt Trung, danh sách hành khách đối với vận tải hành khách. Và Cục Cảnh sát Giao thông cùng với các sở giao thông vận tải địa phương có trách nhiệm tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm của các phương tiện biển nước ngoài hoạt động liên vận tại Việt Nam. Thông báo danh sách các phương tiện vi phạm cho Tổng cục Đường bộ để chuyển cho nước bạn.